chào mọi người đã trở lại với kênh Cá Cảnh và Chuyện Miền Tây của mình. Hôm nay 29 Tết thì một số cá mình đã bán hết, chỉ còn cá tơ, đây là cá tơ với lại một số cá đã tách phơm nhưng mà nó còn hơi nhỏ. Mấy con cá này thì sẽ qua Tết sẽ bán. Bữa nay mình vệ sinh mấy hồ cá chuẩn bị về quê ăn Tết. Đây, sẵn đây thì mình sẽ lựa một số cá đẹp đẹp trong bầy ra. Đây, mấy con này thì cá tơ nha nè. Mình đây là cái bầy Red Fancy Indo. Mình lựa một số cá nó lột ta đẹp ra để đầu năm mình sẽ quay clip cho anh em tham gia mini game. Ở đây thì mình chỉ có mấy cái hồ nuôi tới nuôi lui rồi cá nào bự thì tách phơm, còn cá nào nhỏ thì mình cứ thúc lên, cứ có mấy cái hồ giờ tới giờ lui. Mấy cái bầy đợt trước thì mình quán cũng đã hết. Bầy này thì tầm được 50 ngày tuổi, bầy này thì khá đông. Mình lựa một vài cá đẹp ra. Đây có mấy con này đang lột ta khá đẹp nữa nè. Do cái bầy này khá đông mồi, nhiều khi nó cũng hơi thiếu nên bầy này hơi chậm lớn nha nè, hơi chậm thôi. Chứ nếu mà mình chịu khó tách ra mấy con đồng cỡ này nuôi thì cũng khá nhanh. Ở đây thì mình chủ yếu nuôi một số dòng cá quan giả với cá này thôi. Thông thường thì mình cũng hay ép theo phong trào, có nghĩa là ví dụ như loại cá nào đang có giá trên thị trường thì mình sẽ mua vài cặp về để ép. Năm nay thì mình ép chủ yếu là cá quan giả với Red Fancy. Đây có mấy con này lột khá đẹp anh em. Cũng như mọi năm thì đầu năm thì mình thường hay tổ chức mini game cho anh em tham gia. Do đó anh em nào chưa có đăng ký kênh thì có thể đăng ký kênh ủng hộ để tham gia mini game đầu năm. Bao gồm nhận cá, nếu mà trúng giải thì nhận cá và bao lì xì, thức ăn cho cá. Cái bầy này bố mẹ đều là cá Indo hết nên cá con ra lột tỷ lệ cũng khá cao nha anh em. Ở trong đây tỷ lệ Celo thì cũng thấy cũng ít chứ không có đông. Đặc biệt cái dòng Red này nó lột ra cá màu đỏ và tươi. Đây là một bầy cá của mình. Bầy trước thì mình đã tách phơm ra rồi. Mỗi lần tách phơm thì mình sẽ dời một số cá nhỏ lên. Ở đây còn dưới đây là có một bầy nữa. Một bầy này thì cũng cá còn tơ. Cái bầy này do lúc còn nhỏ nó bị nấm nên nó bị hao hụt nhiều nên số lượng nó không có đông bằng cái bầy trên, nhưng mà cá ra có một số con ta cũng khá ok luôn nè. Mấy con này chịu khó lựa ra thì tách phơm rất là đẹp. Sẵn buổi trưa cá cũng đã hết thì vệ sinh hồ rồi, sẵn quay clip cho anh em xem luôn. Trong quá trình nuôi thì anh em có gặp khó khăn hoặc thắc mắc gì ở những anh em mới chơi chưa có hiểu rõ về cách thức nuôi, có thể nhắn tin qua số Zalo của mình, mình có thể hướng dẫn cho anh em. Còn anh em nào cá có kinh nghiệm lâu thì có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm của mình dưới phần bình luận nha. Bầy này khá đông nên lựa cá cũng hơi khó. Thông thường thì mình sẽ lựa những con cá có size đồng cỡ với nhau, từ lớn đến nhỏ trước.
nghĩa là mình sẽ lựa những cái con size lớn để mình nuôi riêng với nhau cho nó lớn cho nhanh, còn mấy con nhỏ thì mình sẽ hút lên. Chứ để chung vậy thì những con lớn thì nó quá trội, còn cái con nhỏ thì nó ăn không có kịp mồi thì nó khá nhỏ. Có con này lột mắt ta hết luôn này nè, con này lột đỏ nguyên con luôn. Do cái bầy này nó khá đông nên mình mới để oxy nha nè. Tại vì mỗi lần nó ăn xong thì nó lên mặt nó ngớp đều đều hết, nên mình để oxy vô cho nó mau tiêu. Đây mới lựa cũng được một mớ cá nè. Đây mới qua thì nó có một số con nó lên này nè. Con này nó bị cắn chạy chạy cái lưng. Có thể là ngày mai mình sẽ quay cái clip để tổ chức mini game nha anh em. Rồi sau khi đón giao thừa thì mình sẽ đăng clip lên cho anh em tham gia. Tại vì ngày mai mình sẽ về quê, mình không có ở cửa hàng nên không có quay clip ở ngày mùng 1 được, nên mình sẽ quay trước. Có thể mình sẽ lựa một số cá máy ở bầy khác để khi anh em trúng giải thì có được cặp cá bố mẹ khác bầy để mình về mình cho sinh sản được bầy cá con tốt nha. Thông thường thì anh em nên chọn cá bố mẹ khác nguồn để bầy cá con nở ra được cái sức khỏe với cái tỷ lệ lột cao nha anh em. Thông thường thì mình để ý những con cá chung bầy ép với nhau thì nếu mà nó bị nấm thì nó dễ bị hao hơn, do cái sức đề kháng nó cũng hơi kém. Đây là kết quả của hai con cá bố mẹ khác bầy nè, mình đẻ ra bầy này khá đông. Đây mình cho nó ăn một miếng trùng chỉ nha, chỉ để nó bù lại dễ dứt hơn. Ở cái độ tuổi này thì nó bào trùng rất là mạnh nha anh em. Do đó một số anh em nào nuôi cá mà có bầy đông quá mà mình thiếu trùng thì có thể bổ sung thêm thức ăn nha. Có nghĩa là mình sẽ cho ăn thức ăn trước cho ăn trùng sau, hoặc cho ăn trùng trước thức ăn sau. Nói chung mình cho ăn như thế nào vẫn kiểm soát được cái lượng thức ăn dư thừa sau chừng khoảng 20 phút cho ăn nha. Chứ mình đừng có để quá nhiều thì nó sẽ dẫn đến ô nhiễm môi trường nước, gây ra đến nhiễm bệnh, hoặc cái cá nó bị đường ruột thì nó sẽ ảnh hưởng tới bầy cá của anh em. Đây có một con này nó mới chớm lột mà cái bụng ta nó cũng khá đẹp. Đây là mấy con silo này nè, silo là trong khe nhưng mà vẫn có ta nha. Mấy con này mình nuôi tầm khoảng 1 đến 2 tuần nữa, nếu mà nó trắng luôn, nó không có chuyển sang đỏ nữa thì mình có thể loại bỏ ra ngoài nha. Đây có một số con lên heo bôi nè, mắt xanh ta xanh luôn nè, mắt xanh ta xanh, thịt đen. Mấy con heo bôi thì anh em về đẻ ra nó vẫn lên màu đỏ nha nè, chứ không nhất thiết là nó phải lên đen giống như cá bố mẹ heo bôi nha, tại vì nó là thuộc dòng Red Banshee.
Nói chung ở cái dòng Fancy Indo này thì anh em về cho sinh sản mình thấy kết quả nó ra cá đẹp cũng tương đối cao nha. Thế nó không có như con Nemo nha. Nếu còn Nemo thì ra tỷ lệ Celo khá cao luôn. Anh em có thể nhầm bầy có thể bỏ cỡ 50% cá Celo nha. Ra cá màu trắng trong. Những con đó thì nó bào trùng rất là mạnh luôn. Cái hồ này mới thay nước nhưng mà do cái lượng cá nó khá đông mình cũng không có thay nước cạn. Đây có một con heo bôi này. Đây nãy giờ gần 10 phút thì mình đã lựa được một số cá này, khá đẹp nha anh em, màu tươi cực kỳ luôn. Mấy con này tách phơm ra là quay kỳ đồ ngon lành lại là kè đồ ngon lành nha. Anh em nào thích dòng cá hoang dã thì có thể bình luận ở bên dưới nha. Nếu mà số lượng anh em thích cá hoang dã nhiều hơn cá Red Fancy thì mình sẽ chọn cá hoang dã để anh em tham gia mini game nha. Ở đây thì mình có một số cá guppy, mấy con full Z. Trong đây nuôi hoàn toàn không có oxy. Đây còn bên đây là một cái bầy cá lớn tháng tuổi hơn cái bầy bên kia. Mấy con này thì mình sẽ đã lựa ra một số con cá solo ra bỏ rồi, với lại một số cá không đẹp. Cá mái bên đây thì khá to nha anh em. Ở trong đây nước nó hơi sậm màu nên nhìn con cá nó không có bắt mắt. Đem ra ngoài màu đỏ rồi tươi nha. Đây mình cũng mới thay nước. Mấy con này thì màu ở ngoài nhìn rất là tươi. Mình quay qua điện thoại thì thấy cái màu nó hơi sậm màu nha. Ở đây cũng là một bầy. Có một số con lên bộ ta khá ok luôn. Ta xanh, ta trắng thì có đủ nha nè. Trong đây chủ yếu là mình thấy ta trắng nhiều. Cá ở đây thì mình đã tập qua ăn thức ăn trùng chỉ hay anh em có trùng huyết thì cũng có thể cho ăn được bình thường nha. Đây thức ăn cám tôm bôi hộp 0.8 ly. Có mấy con bồ ta khá đẹp luôn em. Đây mấy con máy nè. Dạ. Mấy con mà nó mệt quá thì mình sẽ không thấy rõ. Đây cá trống. Cá trống ta trắng. Qua Tết thì anh em muốn mua cá Red Fancy Indo giá rẻ thì có thể các bạn qua Zalo thì mình sẽ quay cho anh em xem nha. Một cặp thì tầm 150 thôi. Cá đã tách phơm. Tôi lên ta ngon lành luôn. Đây con này bộ ta đẹp nha nè. Bộ ta được rất là đều. Con này một con máy nè. Mấy con máy đó anh em tách phơm tầm 2 tuần trở lên thì con cá nó sẽ chững lại, nó sẽ sinh sản ngon lành. Còn thông thường thì mấy con cá mà mình đem về mình ép mà nó mấy con cá này đem về ép liền không được anh em. Tại vì con cá này nó đang ở trong bầy, nếu mình thả vô thì nó có cứ nghĩ là ở bầy thì nó ép rất là chậm nha. Mình thả, mình đem về mình phơm khoảng tầm 1 đến 2 tuần ép được.
ở trong đây thiếu ánh sáng thì cái nhìn cái màu cá nó không có sắc nét bằng ở mé bên ngoài. Đây còn cái bầy này thì mình thấy cá mái là đa số. Bầy này nói chung là so với mấy bầy kia thì cá lên đẹp ít nha. Mặc dù lúc cho sinh sẻ thì mình cũng lựa mấy con cá bố mẹ khá đẹp luôn, nhưng mà không hiểu sao bầy này nó lột lên ta đều mắc hết. Hay là trong quá trình nuôi cái bầy này nó bị bệnh, rồi nó hết bệnh rồi nó lại tiếp tục bị nấm nữa, nên nó thay đổi môi trường liên tục nên nó lột mắt hết ta luôn. Nói chung bây giờ hiện tại thì bây giờ bầy cá thì cũng ổn định, nhưng mà cái số lượng cá trong cái bầy này thì đạt khá thấp. Đây có một số con lên ta đẹp này, con này vẫn giữ được ta này. Cái con cá này mình đụng nó một hơi cái màu nó sẽ tái lên nha, khi nó dạng lên thì cái màu nó sẽ rực lên lại, tại vì nó chủ yếu là đỏ cái phần thịt nha em. Nhầm con mình bắt lên tay thì nó xè lên rất là đẹp, con mình bắt lên cái nó không có chịu xè lên. Ở dưới đây thì mình còn một cái bầy cá quăng giả nè, bầy này bầy ma ha chai nha, bầy ha chai, ma ha chai này số lượng cá con cũng tương đối nè, này mới ăn trứng nước khoảng tầm một tuần lễ nha, một tuần lễ chưa ăn được trùng, con này tầm khoảng tuần sau thì có thể ăn được trùng. Đây alien anh em, cá quăng giả này. Trong đây có một con rất là xịn lọt vô. Bầy này cá tơ nha. Trong đây có một số con nó khá chọi luôn, mấy này mình chưa có bắt nha, một số con nó cắn lộn chạy mình hết. Cái dòng quăng giả này mình ép ra thì đa số là mình thấy cá trống chiếm cái phần đông nha, cá mái thì rất là ít luôn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Anh em nào có yêu thích kênh thì đăng ký kênh ủng hộ nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn.